Muchan. Số 3 chứ. Đùa lắm. Ngồi bên này đi. Nút, nút, nút. Đủ mà bốn luôn. Ông ăn được tôi phát, ông em ăn tôi phát nữa. Mày đâu ra đây, ông mày đi xe đến đây mới xuống. Chết rồi, ông chết hết, ông nói xong rồi. Cháu cứ
Nhà có người. Đưa anh cả lại được không? Một. Có gì khó nữa. Trăm năm mươi sáu xu đúng không? Mà có sắp ba rồi. Ba vớ vẩn, hai ông lại còn động di chuyển như hai con bot nữa. Ông ở trên nhà còn đỡ, còn biết ngồi kê cột thang, còn ông dưới nhà lại còn đi cứ qua lên quanh. Để xu ấy, lấy xu rồi. May, may bắn bờ bốn, bắn gù ra chắc chết. Ông này liều thật. Ông cứ mãi tương giữa ông súng mình mà ông chơi các ông chơi. Chỗ này có một vấn đề. Em chào cả họ anh Tùng, ok, chào cả họ đây Tuấn Anh nhé, chào Long luôn.
chơi tính được cool này. Cool có người rồi. Đây có người luôn. Hết xăng. Quả cầu. Ôi, xe đeo quả cầu nữa. Ơ, xe đi kiểu gợi đòn ấy nhỉ. Cun có rồi, rồi cun là bắn cái tính đùng, bắn cái tính rồi. Bắn cái tính rồi thì chạy tán. Bao này nó bao phải sờ cun thì ngon. Sờ cun trường thì ok, hợp lý luôn. Thường mấy thằng sờ cun nó hay đu lên trên trên bể bơi, nắp bể bơi ấy. Mấy cái chỗ đấy không bắn được. Ngập cái chỗ đấy thì chỉ có ngồi yên thôi, nhìn thôi. Đợi đi, chẳng kêu, chậm lại một chút. Mình còn thính nhưng mình không bắn đấy. Mình đợi xem bo như nào. Lệch là à, cũng ok thôi. Khác không? Các bạn thấy bắn khác số quát không? Số quát có bắn nhé. Xuống gì vô bộ này hơi ngáo nhỉ. Ngon lắm.
Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ phá, bỏ cả phương trời để yêu em. Một con mẹ. Ném bom. Đấy, bỏ xong ngu, để biết mình ngu. Súng gì đã? Còn xe yên tâm, không vấn đề. Trong đó nhà làng. Ba mươi thằng bạn thì bạn khác squat rồi, quát rồi lông nha lông ngoài đường ngon và một húp, còn trong này chả thằng nào nó hay được. Không có mà. Trên đây không lấy mon được xuống gì đây. Cho ngồi dặn cả ngày. Ngoài Việt Nam. Không, không phải Việt Nam luôn. S12K thủ nhà. Chứ S12K thủ nhà DPS AM. Go ra vào gọi bằng bố. Xe có xe lo tâm bo rồi, tí mà nó bo lệch bo về giữa này, lệch bo ở giữa là mệt nhiều thằng này, mỏi luôn, tí bo lệch về giữa thì mệt mỏi luôn, đúng kiểu mấy mấy thằng đúng kiểu như mình là kiểu đó, như thằng này là chịu đâm vào bo này. Xe đi. Bắn nó cho cái nút vào mồm. 400 viên đạn cơ mà. Bốn cái nút băng. Ngồi. Đấy, bo lịch đây rồi, nó trong bo. Nhà này là bố rồi. Nhà này thì có cái nhà vệ sinh. Watch Nhà sinh mét cho sau nhà. Sau nhà thì đúng là phải đâm hết tất cả bọn này, phải đâm hết cả nhà đấy. Không đâm là người chết. Đầu tiên cô ra luôn đâm đi, đâm đi, thằng sẽ làm đồ này, thằng không có xe này. Từ đây ra đấy thì chắc là rơi vào tầm hai nhấp đầy, một quả sấm bốc hai nhấp đầy thì vào được bên này. Máu rồi, đã bắn được hướng đấy rồi lại còn chạy ra đấy, bảo sao lúc để lại mặn. Hai quả sấm bốc sushi
53 giây, như vậy là bên phải clear rồi. Đúng không? Xem con dán. Thằng kia dốc hết, thằng kia dốc hết đấy, còn lại vào trong bo. Đúng rồi. Ơ kìa. Sao không chết nhỉ? Ôi trời ơi, trời máu.
Ủa 90 máu rồi. Bắn hai đầu. Mình thấy máu mình đang nhiều, mình đấu luôn. Thế một vượt đùa 90 máu rồi. Mình nhấp nó hay nhảy không. Thế nhưng mà bên kia họ bắn mình hai đầu. Mình nhấp người mình không nhấp được đầu. Ui bắn hai đầu chị ơi. Chấm máu này, đúng một chấm máu luôn. Chỗ mình nhấp đẹp hơn mà. Nhấp quả bắn bắn quả tốt quá. Thua là tâm phục thôi. Thế không chết thì chịu rồi, đúng chấm máu. Chết thì thành máu luôn các bạn ạ. Này này wow thua thấu toàn hiện toàn. Một like. Đậu được rồi. 12 kill. Ông nhà bà Lý thôi. Ai ủng hộ đấy? Quốc Hưng à? Ôi, Quốc Hưng sang 9 thế nhở? Nhưng mà không có top 1 Quốc Hưng ạ. Thôi để anh tôi bù top 1 trận sau nhá. Cảm ơn Hưng nhá. Bù top 1 trận sau. Mười top rồi anh. Anh một top rồi. Mấy top R anh? Một top còn lại toàn nhiều kill nhưng mà ít điểm. À nhiều kill nhưng mà không được tốc ra. Thua. Đoát kìa em. Cho mau. Mình không nghĩ là mình thua cơ, tại vì là lúc nào bắn không 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 gây được nhiều đam nên mình đấu luôn đấy chứ. Con xe đấy nó mui nó cao ấy, cho nên là anh em phải ngó hẳn người ra anh em bắn. Mà bắn hai đầu ạ. À. Bắn đang tốt thế, bắn hai đầu thì xứng đáng rồi, canh căng cái chết luôn. Cảm Quốc Hưng nhá, cảm ơn em trận này anh bù nhá. Ông xích Trời đồ, ơi. cảm ơn áp Popper nhá. À anh đang lấy lại top 1, vị trí top 1 của mình ở trên bảng xếp hạng như này. Anh không đi bắn squad, anh chưa bắn squad từ đầu mùa rồi, anh chưa bắn trận squad Trà trộn đi anh. luôn. Anh cảm ơn em nhé, từ đầu mùa anh chưa bắn squad thật. Chưa bắn một trận nào luôn, anh bắn là con chó luôn. Go go Cậu chữa trước thì cũng chịu. go. Top server này. Gọi nhìn top server là chúng nó ngồi chúng nó xếp hàng với nhau này. Thật sự. Lên top 2 rồi. Trận nữa, tôi trận top 1 nữa lên top 1. Bọn này bọn Ấn Độ chúng nó bắn bó cuối, chúng nó ít kill mà trên KD chúng nó đâu có cao, nó có 4.74. Về kỹ năng cá nhân thì chúng nó đâu đâu đâu, đâu có ăn được đâu. Xin chào Đình Văn NG. Lỗi quá, lỗi Hưng quá. Không phải tốt mà cũng nhận được ấy. Yeah, 4.74 thắng top 3 rồi. Mình bắn nào mình bắn mình vẫn được 7 chấm à. Đầu mùa được 10 chấm. Hít đất đã anh. Bắn gì là cao Ơ, có cao hít đất à? rồi. Chết, bỏ mẹ. Cái này ăn bao nhiêu cho đủ? Giải cứu kích 20.000 làm trai sữa tinh ơi. Kèo tiếp tục. Ok bữa bọc rồi. Em chat chắc kèo đi mốt tổng hợp lại. Làm chi nhạc cả. À. Chúng tôi một khó lắm, tôi một bán để mà gọi là tôi một khó lắm. Tôi một solo khó.
Video của bạn. Bắn này rất là dễ nhé các bạn, thằng nào đá chuyền rất là dễ luôn. Tại vì bắn này anh em cái lúc mà nó còn anh vào, lúc mà nó còn khoảng tầm 20 thằng chứ. À không, 30 thằng, 34, 35 thằng, 34 35 thằng là bắt đầu là chúng nó ở hết trong nhà. Nó không ra ngoài đường, kìa có những thằng nó không cần dùng xe luôn. Nó không đủ để xe cạnh nhà, nó chỉ ở trong nhà, nó ở trong nhà thôi. Nên là khi mà bắn này mà ông nào mà đá là ông biết ngay ngục ngục lao đến. Trời mới đang đưa mình bán mũi đúng khổ lắm mấy bạn ạ. Sơn đấy phải chưa xong nói thôi ok anh chơi nhá, anh chơi nhá, anh chơi được không? Đây cho anh chơi nhá. Ok, nhất vị trí thôi. Không mất công lại báo. Pháo bằng 5. Còn gắn lấy tốt 1, ok bằng 5. Có bằng 5 nhá, cảm ơn bạn. Xin chào tên Trung và tên Hàn Quốc. Ok, nhất nhất và chi nhất và chuối, nhất và chuối. Tổng hợp giúp anh với mốt rồi. Kêu anh em thì anh em thấy không, lại anh em lại bảo là công nhận, để công nhận không nói một câu. Ui chết rồi. Is. Nhảy sớm quá. Cố gắng top 1.200k kìa hát. Cảm ơn. Ok. Thì cố. Đấy. Đấy. Bà cũng dắt. Bà cũng nghèo. Bà lấy được cái tơ khi chết.
không giáp mũ thì cơ mà. Quá đủ à? Sao bác sư DP Trung Hoa cầm DP 28 mà non vậy? Tại vì là bác sư Trung Hoa DP 28 có độ ta đạn chậm, áp sát vẫn thua một khẩu lục bắn liên tục. Khẩu lục đạn chấm 45 nó bắn xuyên giáp mà. Nhìn cái đồ của mình mà mình cũng thấy thương mình. Đây gọi còn gọi còn gọi là đồ không? Cái gì chứ? Bảy xu thì mua cái gì nhỉ? Bảy xu lại chả mua được cái gì cả. Không sao không sao. Giật sơ giật sơ. Nhào tí bắn cho nó chất lượng. Biết game minh luôn mà. Thấy một thằng đi mà thường một thằng đi cô ấy phải clear
đi nữa là cũng xong. Bốn mà bắn xin một xu. Bậy đồ. Ui. Đồ. Thế này là thừa. Thế là thừa nhé. Phết đấy, để tìm một chỗ chúng ta trốn nó hơi bị khó ấy. Có bé 45 thằng.
Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Máu máu lên lại rồi lại mất hết tốp. Rồi. Rồi chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian díu díu mập mờ. Sau đây trên xu nhá. Xe rồi. Được rồi. Không xe mà tí đi bộ thì chỉ có chết đấy. Sai biết được nó lúc đó mà kệ. Nghe từng chân. Anh nhảy xuống. Nghe từng chân kê trước bật tâm trước lên. Nhảy xuống như bình thường không có gì đâu. Đầu tiên là hồ xe. Tam giác không xe thì chả có giá trị gì. Mà đi ra ngoài thì sợ bị ăn xích. Ê khổ. Mình tự tin đê bét quá, mình bị ôm hận. Trời, xích lại đê bét đi. Nãy chỉ vì cái khẩu đê bét này mà chết a bét mình chết.
Bú rồ. Không dám ra ngoài đường lấy xe. Bắn côn đấy. Tại vì các bạn ra ngoài đường lấy xe, các bạn thứ nhất là xung quanh các bạn không biết chỗ nào có xe cả. Một phát ra thời gian 3 phát. Ơ kìa sao lại đừng đít mạng lúc này mà tung. Để tôi biết. Nấu mà không? Thế, không có đêm về. Trời ơi anh tôi ơi. Tao lém lửa, tao còn mỗi một quả lửa thôi. Tao lém lửa, tao đi tao công nó. Thì nói ít mạng. Đến lúc mà tao đến lúc tao bảo lại rồi thì nó đây vào rồi. Nó bắt đầu làm trò trong đấy rồi. Một căng thẳng nha. anh bạn nó hất lửa bảo rồi không, anh lém lém cả bốn, anh lém cả bốn lọc, vừa lém cả bốn lọc tọt ra phát định định lao lên thì hết thằng này nó hết mạng rồi. Mày vào chưa? Em chưa. Anh bảo rồi. Chưa vào nhá. Không sao, anh ổn mà, anh có gì đâu. mày Rồi ngồi không? mày ngồi nói chuyện với anh là được rồi. Với phải là anh xử lý xuống, anh với bạn anh xử lý suốt đã, anh đã quen với chuyện không có top 1 rồi, không sao đâu, không bị trừ điểm. Anh được cộng hẳn một điểm luôn, được cộng hẳn một điểm luôn các bạn, quá nhiều
xử lý xong rồi đến 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 pha cuối chứ thằng thằng ôn nó lén sờ mốc xong rồi đứng sau sờ mốc mình bắn DPS mình bắn DPS mình không nghe được tiếng chân của nó thì bắn trượt chuyện khổ quá gồm là ơ Amsterdam Death này ờ nhào ấy mày lão nhỉ mày vào chưa em muốn ao ngoài rồi à thì chắc là nó bị ấy hello hello mày 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 thế này hello hello chúng bây giờ vũ bằng nhá cho hello hello thêm mẹ chị nhìn thêm mẹ đố bọt nhá chị nhìn thêm mẹ không sao các bạn tập một cái 200.000 thôi cũng khó vậy ừ anh bị kiểu bị sao anh bị này giờ này chắc là kiểu bắt đầu gần tết rồi chia tiền một tỷ tao quá tao há luôn cách bắn các bạn cũng thế áp lực quá sư bố chứ lấy quả sư bố đã biến mình thành thằng đần luôn. Thôi mình đi trốn đấy các bạn ơi. Mình nghĩ là mình lên đi ngủ. Đi ngủ. Cách tốt nhất để bắn được buổi tối này giữ một cái rừng gọi là bot chen của này là chúng ta đi ngủ. Đi ngủ. À không không gọi là đi ngủ ấy quá. Đi học. Mình đi học đây. Học sinh chăm chỉ cắp sách đến trường. Tình hình thế này không ổn. Nó cười. Cười hôm trước không xong thì cười đấy. Em bị cười quá. Hôm trước không xong thì cười đấy. Thế là tại thằng Đạt nó, tại thằng Đạt, Đạt thằng Tiến Đạt nó thằng Peo nó ghim kèo là mình đen nhỉ. Có mốt khác thì ghim kèo luôn. Thằng Peo ghim kèo đen quá. Có khéo là vậy rồi đã. Kéo chắc chắn rồi các anh em nhỉ. Sao ai cũng dính líu tên mình là đen nhỉ. Ngủ các bạn, mình ngủ nhé. Chúng ta đến là phần trả lời câu hỏi từ khán giả. Lâu nay mình bỏ bê việc trả lời câu hỏi khán giả quá. Nên trận này chị tập trung lại vào việc đấy. Thường là anh mới trả lời mà. Không, mình không trả lời. Anh trả lời viewer. Viewer nhé. Mấy ông thắc mắc mấy ông đặt câu hỏi đây. Chào Tú Thảo. Căng lên thì đi săn bây giờ ơi. Mấy ông phải hỏi ông thổ thì trừ điểm đâu mấy ông à. Thì săn lấy ông rùa đâu mấy ông à. Đi săn bây giờ, xách xe đi săn giờ, đâm săn giờ. Lúc anh em mình lại check là ác. Ác quân địch. Trường làm sờ ca vãi đồi.
sao vào đó bị đốt pha nào pha vừa lần vừa rồi á, pha vừa rồi là anh ấy á, pha vừa rồi là anh không có súng ấy, anh không có súng ấy, em biết không có súng không, tức là không có kiểu cái gì để bắn ấy, nếu mà Google Translate là thế, không có gì để bắn ấy, của đấy là bị địch nó bắn ấy. Thật ra của đấy anh cũng bị, ok, vãi nồi à, lộ bản hack à. Như nào? Nhá, quả đấy là anh cũng định kiểu Phương Thảo nói chuyện là định tí kiểu định có phải căng á. Trận trước à, trận trước là anh nhường. Khi mà mình đang đứng trên đỉnh cao lạnh lẽo rồi thì mình cũng nên nhường. Cuộc sống mà em để chia sẻ niềm vui cho người khác chứ đúng không em, anh là đúng không, đúng 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 đúng. Mình phải chia sẻ niềm vui cho người khác chứ, bây giờ một mình vui người khác không vui thì làm sao được, cuộc sống người ta sẽ bất công rồi, người ta nghĩ bệnh người ta làm điều thì sao. Sao cái hòm này bây giờ nó mở đồ rách thế nhỉ, may chắc không hợp để bắn DPS, hôm nay mình sẽ chuyển vào UMP. Cháy lên, cháy như phải phải à. Không em ơi, không kill rồi. 58 là thằng cháy gì mày. Ê, em đi đừng đừng ngủ em, bình tĩnh em. Bình tĩnh đừng ngủ. Trời ơi, mấy giờ rồi? 12 giờ 24 mà đã đi ngủ. Bình tĩnh. Đây trận này. Giật sơ giật sơ. Em ơi từ em ơi. Nhưng mà anh không có xe. Đây anh đi săn đây, khổ quá thật sự luôn đây. Bắn ranh thì cộng có 1 điểm. Đây có xe đi rồi. Dạo ơi, cứ đánh sao vậy, sao vậy? Mày đừng cười nữa, mày cười tao chết đấy. Ok, tao cười tao chết được. Đây, anh đi săn đây. Có gì em chịu nghiệm nhé. Mọi người phải kìm anh Tùng lại. Quá muộn rồi. Đi nào. Đây là mẫu. Tối nay kỹ năng ngắm và kỹ năng bắn của mình rất ok, di chuyển rất mượt mà. Ủa tối đen. Tối đen lại quyết định 90% chiến thắng. Mà là mày có cho em. Giờ sơ. Nào. Thì phải no con bụng đã, no cái bụng đã. Kèo nó nổi rồi đấy.
người ta ra kèo cho vui mà, chứ người ta biết anh không biết một đâu. Nhất đất 13 cái. Đấy rồi. Anh à, bạn trốn ra tận đây ạ. À? Z đây. Xin lỗi nhá. Mình là ấy gì? Một cháu. Đặt nốt cái niềm tin ở cái hồ đấy bét thêm lần nữa. Cái này là hơi nhiều đấy nhá. Đúng rồi, bạn kèo top 1 thì có nỗ lực bắn đấy. Sơ. Đi vòng đi xuống nhanh. Vòng luôn. Đúng kiểu mấy ông đi lút dạo nhỉ. Bắn mép bo luôn. Đó, tiếp thì tiếp. Cái Z này cũng là top cao đấy. Nhưng mà gặp hai quả bom trí của ABC thì cũng ly biệt nhé các bạn người nhé. Ly và biệt nhé. Phải hay đi lút lút mấy khu này lắm, mấy khu hẻo lánh này lắm, vùng sâu vùng xa. Điều đáng ấy, nó lúc nó còn ngồi yên những cái nhà tổ chim này, những cái nhà tổ chim này nó ngồi yên nó không làm gì cả. Yes sir. Ui, có cái tính này. Tính này. Bình minh ơi dậy chưa?
lần. Đấy là đón thôi. Chạy. Chạy trong cái đít lên. Một ca bắn không chịu chúng mình nào ơi, bạn đi nào ấy nhỉ. Đấy, bạn thấy đã được chưa? Ok chưa? Anh em bạn thấy anh em đã hài lòng anh em chưa? Tiếp tục luôn. Có vẻ thấy nhà vệ sinh. Chưa trốn. Ngủ im luôn các bạn ạ. Bố ghét thế không biết. Nó ngủ im này dễ nó cầm sóc lọ lắm này. Bây giờ bắn những cái thằng này ấy, thì mình nói thật với anh em ấy, tốt là anh em đừng có phải. Anh em bắn này. Ngồi đi tít luôn. À nha bọc bốn. Gì? Tính trong bò à qua nhỉ. Đúng rồi, nếu mà giáp thì phải bắn tính trong bò. Trong bò luôn.
Cảm ơn Nguyễn Thành, cảm ơn em. Hey, slow em. Ui, sao lại khổ này? Vậy thì công giết tôi đi. Ngon không là gì thì hỏng rồi. Trên đầu có người ngoài bo nhé. Okay.